Hello, hi, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hướng dẫn cho cả nhà cách để chúng ta có thể là xử lý khi bình ắc quy của chúng ta bị hư. Chúng ta nên thay lại bình ắc quy nào và chúng ta sẽ thay bằng cách nào? Đây là những cái thắc mắc mà rất nhiều khách quý sau nhiều năm sử dụng loa kéo tại Tâm Việt thì luôn luôn hỏi Tâm Việt những cái điều như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu một điều là khi ắc quy hư thì có một cái chúng ta cần lưu ý là chúng ta cần phải xác định được cái thông số ở trên bình ắc quy. Nó có rất là nhiều loại. Chúng ta sẽ coi thông số bằng cách là chúng ta nhìn lên trên bình và ở đây nó sẽ có ghi cho chúng ta là 14V nè, 15V, 19V không? Đây. 12V và 14 AH. AH nghĩa là mức độ ampe dung lượng. Volt nghĩa là hiệu điện thế, mà AH là cái bình nó càng lớn thì AH thường nó càng lớn, và AH chúng ta cứ hiểu là dung lượng điện nó trữ được nhiều hơn. Đó. Và chúng ta lưu ý nè. Chúng ta có thể mua bình khác số AH nhưng mà số volt chắc chắn phải đúng nha. Ok cả nhà. Vậy việc mà khi hư bình ắc quy thì đầu tiên chúng ta cần phải làm gì? Tốt nhất chúng ta nên liên hệ nơi bán để họ hướng dẫn cho chúng ta. Còn nếu mà gặp một số nơi bán mà họ im luôn gọi là họ đã không có còn hỗ trợ mình nữa tại vì hết thời hạn đó, như thế nào đó, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải xác định được. Xác định bằng cách nào? Chúng ta có thể tự tháo, hoặc không biết tháo thì mang lên tiệm sửa chữa để họ tháo ra để chúng ta xác định là cái bình ắc quy đó như thế nào. Sau khi chúng ta xác định được thì lời khuyên của Tâm Việt đó là chúng ta nên mua một cái bình có thông số y chang là tốt nhất. Có rất một số khách quý hỏi là mua cái bình có cùng số volt nhưng mà số ampe lớn hơn được không, hoặc là số ampe nhỏ hơn có được hay không. Thì mình nói ở đây vẫn được, tại vì chỉ cần đúng số volt. Nhưng mà vấn đề là khi chúng ta mua số ampe lớn hơn thì cái bình nó lại có cái kích thước to, mà khi chúng ta mua số ampe nhỏ thì bình nó lại nhỏ hơn so với cái bình zin của loa. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Nghĩa là thường á, nhà sản xuất người ta chỉ thiết kế vừa đủ cái khoảng trống để mà bỏ bình ắc quy thôi. Đây, như cả nhà chúng ta thấy nè, mình đã mở cái bình ắc quy của loa Rosin VK15VM. Và chúng ta thấy là nhà sản xuất họ thiết kế vừa đủ cái chỗ để chúng ta bỏ bình ắc quy thôi. Nếu mà chúng ta mua cái bình ắc quy với ampe lớn hơn thì chúng ta bắt buộc sẽ phải chế lại cái không gian này. Chúng ta sẽ phải cắt gọt và chế lại, nó sẽ phức tạp. Đối với một người thợ, người có kinh nghiệm thì dễ, nhưng đối với phần đông chúng ta mua về sử dụng loa, chúng ta không có kinh nghiệm để làm những điều này. Ok cả nhà, rồi vấn đề thứ hai, nên mua loại bình nào và mua ở đâu? Rất nhiều khách quý chúng ta sử dụng bình ắc quy của Honda, của xe máy, của ô tô để chúng ta đưa vào, nó vẫn được nhưng mà nó sẽ không tốt, mà chúng ta nên mua bình xe điện. Tại sao như vậy? Tại vì cái dòng điện của các cái loại bình Honda và ô tô á, nó được hoạt động theo nguyên lý kích nổ, có nghĩa là nó dồn một lượng điện mạnh trong một thời gian ngắn để nó đề và kích nổ xe, đúng không ạ? Đó, nên là nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới bao mặt về lâu về dài cũng như là loa ha. Đó, chứ vẫn sử dụng được bình thường. Tuy nhiên chúng ta nên mua bình xe điện, tại vì bình xe điện cái dòng điện nó ra ổn định hơn, nên là sử dụng cho loa nó sẽ tốt nhất. Đó, nó giống như bình zin luôn. Nên mua ở đâu thì rất là dễ, chúng ta có thể mua bất kỳ đâu miễn là có bán. Trên mạng nè, ra các tiệm xe điện nè, tiệm điện tử nè, các cửa hàng chuyên bán ắc quy, hoặc là liên hệ về cái nơi bán loa chúng ta để họ mua giùm là tốt hơn. Vấn đề cuối cùng á, là nên mua bình ắc quy thương hiệu nào. Nếu chúng ta mua được cái thương hiệu zin mà của trong loa thì tốt, còn nếu không thì thật sự là kinh nghiệm của mình á, chúng ta có thể mua bất kỳ thương hiệu nào, không cần quá quan trọng về thương hiệu ắc quy tại nó quá trời thương hiệu đi. Và thực ra là ắc quy thì cũng không có gì gọi là quá ghê gớm để mà có thương hiệu nổi tiếng giống như là Apple hay là Amazon gì đó ghê gớm ha. Chúng ta chỉ cần nắm một cái mấu chốt á, là cái nơi bán họ có bảo hành cho chúng ta. Bây giờ dù họ khen cái thương hiệu ắc quy đó là thương hiệu ắc quy số 1 thế giới, nhưng mà bảo hành thì bảo hành có một tuần, hoặc là không bảo hành, mua về hư chết thì ông tự chịu đó, thì thua. Còn quan trọng là cứ bảo hành khoảng 1 tháng. Thường á thì mua ắc quy người ta bảo hành từ 1 tháng cho tới 6 tháng, tùy vào nơi bán và tùy vào chất lượng nha. Thì cả nhà chúng ta tự phân định và tự lựa chọn. Rồi, chúng ta đến ngay cái phần là chúng ta sẽ phải thay như thế nào đây. Phòng trường hợp là chúng ta không thể mang đến tiệm sửa chữa, hoặc chỗ chúng ta chẳng ai, chúng ta không có điều kiện, nói đơn giản là chúng ta không thể nhờ người khác thay giùm, vậy chúng ta bắt buộc phải tự thay. Thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định được vị trí của bình ắc quy.
đối với một số loa mà họ thiết kế cái nơi để ắc quy nó riêng biệt và chúng ta có thể mở ở ngoại vi như thế này thì quá dễ rồi đúng không ạ? Tuy nhiên là có nhiều loa họ sẽ không thiết kế cái nơi để bình ắc quy như vậy đâu, mà bình ắc quy nó nằm luôn ở trong loa. Và khi mà chúng ta muốn thay thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tháo. Nó tùy vào kết cấu, nhưng mà chúng ta lưu ý này, chúng ta nhìn cái loa, nếu mà nó không có cái chỗ như vậy thì chúng ta thường thì sẽ phải tháo bo mạch. Đó, chúng ta thường sẽ tháo bo mạch. Đó, hoặc là chúng ta sẽ phải tháo màn lưới, tháo cái bát ra. Đó, để nó có cái không gian đủ lớn để nó nhìn vào coi cái ắc quy nằm ở đâu và chúng ta tháo ra thôi. Ok cả nhà ha. Vậy bây giờ thay như thế nào thì sự nó đơn giản lắm, chẳng có gì ghê gớm đâu. Ở đây chúng ta sẽ thấy nè, bình ắc quy thì nó rất là đơn giản, nó được nối bởi hai cái mối. Bên đây chúng ta sẽ thấy dấu cộng là dương và dấu trừ là âm. Thì chúng ta khi mà thay chúng ta sẽ phải cắt hai cái mối này để bỏ cái bình ắc quy hư đi. Và chúng ta sẽ phải tự hàn lại. Chúng ta có thể hàn bằng cái cây hàn nhỏ mua về cũng được, không có gì hết. Nhưng mà nhớ hàn cho kỹ để tránh chúng ta lắp rồi chúng ta vận chuyển nhiều khi nó bung ra. Rồi, vậy thì chúng ta phải nhớ được là cái dây nối vào cực dương lúc đó nó màu gì. Không nhất thiết cứ phải là dây đỏ là dương mà dây đen là âm đâu nha. Nhiều khi do cái bo mạch đó nữa nha cả nhà nha. Chúng ta chỉ cần nhớ là lúc đó khi chúng ta mở đây, chúng ta thấy là cái dây màu đỏ đó là nó đang nối với cực dương, dây màu đen nó đang nối cực âm, thì chúng ta phải nhớ, quên thì ghi lại đi. Rồi, sau khi cắt xong chúng ta bỏ bình ắc quy khác vào, chúng ta hàn lại đúng cái cực âm dương thôi. Vậy là xong, thế là khởi động lên và xài ngon lành. Ok cả nhà. Vừa rồi mình đã hướng dẫn về cái cách xử lý khi mà chúng ta bị hư bình ắc quy, bao gồm là gì, nên mua như thế nào và nên thay như thế nào. Nếu mà ai đó chúng ta có chuyên môn cao hơn, có những kinh nghiệm tuyệt vời hơn, hãy cùng chia sẻ nhé. Tại vì Tâm Việt chỉ chia sẻ những gì mình biết thôi. Cả nhà còn có thắc mắc gì nữa hãy cùng bình luận xuống bên dưới để được Tâm Việt hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và đồng hành. Chúc cả nhà có một cái mùa dịch này an toàn cũng như nhanh chóng vượt qua. Bye bye, hẹn gặp lại và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nhé để ủng hộ Tâm Việt. Truy cập bằng điện thoại, truy cập bằng máy tính, truy cập web chuyên gia, truy cập website đại diện uy tín.